đó là cái đó chuyện $100 là của ông cầm chứ của tôi. $100 ông còn nữa, tôi hai ngày xài 100 xài qua ông hết được. $100 thì nó có đổi đâu, chưa đổi tiền. À, mà nói sơ qua thì đó là thiền viện Trúc Lâm của Bạch Mã nha. Thì trong đó núi rừng nó hùng vĩ lắm. Nó, mình cảm thấy là mình vô đó thì con người mình nó làm sao á, nó không có thể diễn tả. Nó hùng vĩ và con người mình nó nở ra và con người mình cảm thấy là mình hòa nhập vào, mình thấy nó tĩnh lặng và đẹp cực kỳ luôn. Thì trên con đường đi vào thì có một số nhà nước đang xây dựng cơ sở xây dựng cái đường đi á, đường đi để cho ấy, nhưng mà qua nó cả đi đó gian nè, đâu phải đi qua được, phải đi qua đò ông hỏi. Bên này đường đi qua đò qua bên kia giống như cái ốc đảo vậy đó, rồi khỏi vậy. Rồi rất là đẹp, đó là cái đẹp thì mình không thể nào mình tưởng tượng được đẹp. Cái thứ hai nữa là mình đi cái gì ta? Cái chùa Linh Ứng. Linh Ứng ở Bán Đảo Sơn Trà, nữa. Trời ơi, chỗ nào tôi cũng leo không? Mà cái số tôi là chắc hồ leo rồi sao mà leo. Leo nín thở luôn. Ông giờ này về ông giỏi đó, giờ này mà còn leo núi được lên. Đúng rồi. Cái Bán Đảo Sơn Trà. Núi ngon lắm. Là trên núi dưới biển. Người ta nói bây giờ từ lúc mà xây cái chùa đó là không có bão nó vô nó cái nó quẹo đi, ta nói vậy đó, rồi Linh Ứng mà bão ở ngoài kia nó chạy vô có gặp nó một lần nó quẹo đi, hai lần nó quẹo ra trên nó không có thổi như là nắng, ta nói nhưng mà lâu nó cũng bị cái thì nói chung là mới đi Bán Đảo Sơn Trà xong cái rồi về Đà Nẵng. Thì trong cái lúc mà về là trong Bán Đảo Sơn Trà thì mình nghe hay cái tin đó, tin dữ, nói chung là tin dữ á. Thực tế là cũng không phải là tin dữ gì, nhưng có điều là không may mắn mà thì nhà nước mình đã một lúc mà tấn công mà chết sáu người ngoan như vậy. Đúng rồi, chứ phải không to lắm đúng rồi, lớn chứ đất nước mình mấy chục năm hòa bình làm thì có chuyện đó. Lâu lâu hồi đó chết là lực lượng công an mọi chết rồi lắm, một người hai người chứ đâu có chết cùng một lúc. Nhưng mà mình không nghĩ trong thời bình mà có những chuyện nó xảy ra như tấn công, cái đó phải là tai nạn, cái chuyện đó là chuyện tấn công. Mình cảm thấy trong con người mà nó nghẹn lại và nó tức là bởi vì mình mới đi chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của đất nước Việt Nam mà từ Nam tới Bắc ra cực kỳ luôn. Các thành phố Đà Nẵng rồi Huế, Hội An này mà cái mùa đó là cái mùa lễ hội mà. Mùa lễ hội mà. Đúng rồi. Mùa bánh pháo bông tỉnh nào cũng có lễ, tỉnh nào cũng có hội mà nó vui vẻ. Nó đẹp mà nó văn minh như vậy đó. Mà hỏi cái đất nước, mà hỏi cái con người Việt Nam mình nó tàn nhẫn đến mức độ nó mà cũng tức sao được. Thì đúng ra tôi cũng không muốn nói chuyện này, bởi vì khi tôi nói cái chuyện này tính anh biết tiếng tánh tôi rồi, nó cục mịch và lỗ mãng lắm. Nhiều khi tôi nói ra nó có những cái vấn đề nó bức xúc và thành ra mình nặng lời thì nó không hay. Nhưng mà cái điều tánh tôi là anh biết là đáng lẽ là tôi phải chữ thề tôi đào má cha nó lên, nhưng mà mình nghĩ là cái đất nước mình nó đẹp cỡ như vậy thì không có lấy một cái lý do gì, từ một cái lý do nhỏ nhặt nhất mà để phá hoại đất nước cả. Cái đây mình mới nói là điều đây có một cái bàn tay, có một động cơ chính trị hoặc ở phương nước ngoài tác động vào, thì anh phải hiểu là người dân dân tộc ở miền Trung hoặc là miền Tây Nguyên họ không biết gì, anh họ hiền lắm nhưng mà họ không biết gì cả, vì cái đó mà họ bị lường gạt. Đúng ra mình lên án cái này, mình nói nhẹ nhàng chút là mình lên án cái chuyện này rất là cực lực, mình không thể nào chấp nhận được cái điều đó. Mình chỉ yêu cầu những cái đó là nhà nước vào cuộc. Mình không dám cầm đèn chạy trước ô tô, là bởi vì ở đây nó còn có những cuộc điều tra của nhà nước các cái, thành ra mình không dám lớn tiếng. Nhưng mà mình muốn nói có điều này sực lễ về. Có một cái lưu ý tôi nói cho anh nghe, cái điều là cơ quan xác nhận và những cái báo đài đây xác nhận là họ toàn bộ những người đó đều mặc đồ lính ngụy cũ mừng ra quà. Cái đó là gì? Cái đó là một cái chuyện lâu lắm rồi. Cái đó tôi và anh Phượng đã nói từ lâu lắm rồi, cái chuyện đó thế là thì cái hậu quả bây giờ nó là như vậy. Bởi vì thường thường nếu mà tôi bận mùa lính tôi làm phụ hồ chẳng ai bắt bớ gì, không ai bắt bớ gì cả, nhưng mình phải hiểu cái điều đó, mình phải hiểu cái điều đó. Thằng này là thằng cháu cũng tin dùng Tây Nguyên tung không vậy, nhưng người thiểu số chưa có cái chuyện đó là cái chuyện mà trên 30 thuộc là hồi đó là đấy con nó người mà thì người dân tộc đồng bào dân tộc mà nó mà con
nổi đi lên là tính đến chỉ ở có 30 thuật thôi. Đúng trước 30 thuật, 30 thuật là năm 2000. Bữa nay là Đắk Lắk. Mới đó mình biết mà. Thì 30 thuật Đắk Lắk là giống nhau mà. Thì 39 thuật mà. Còn còn mà những cái người dân tộc ở trên đó đó là thì tao nói mày rồi đó Thượng Sĩ Nhất, mày ngon mày lên đây đi, mày dắt cây B40 rồi tao với mày đi ra lên. Ôi cầm cho hai viên đạn. Hả? Ông có cái cây B40 tôi vác của ông hai viên thôi, bây giờ chỉ vác của hai viên thôi, không vác được nhiều rồi. Thực sự là mình bức xúc và mình nói cho bây giờ tao cũng đại diện cho ông Phượng luôn, hai anh em tao á là coi như cực lực lên án cái hành vi tổ chức lấn đằng sau bất cứ ai lên án khuấy trộn cái xã hội Việt Nam êm đềm của đất nước tao. Nó thực sự là mình sốc anh. Đúng rồi. Có nghĩa là anh biết sao, tại tôi đang vui chơi mà. Tôi đi du cảnh, đi du lịch vào những cảnh chiêm ngưỡng những cái nét đẹp của Việt Nam mình, không có chỗ nào để mà chê. Bởi mỗi nơi nó có một cái nét đẹp riêng, lúc nào thì lúc lên non, lúc xuống suối là kia, tôi đi hết ráo trên trời tôi đi mà tôi chịu cài lắm mà. Tôi chịu leo lên là già già cũng chịu leo mà, năm nay anh em mình 71 rồi mà cũng chịu cài lắm. Thì mấy bà nói mấy bà kia nói mấy cái cô mấy gì đó, trời ơi bác cầm bố cầm giỏi quá, đi khỏe hơn mình. Nói như vậy để hiểu rằng là một cái đất nước chúng ta đang sống ở đây nó có nhiều cái yếu tố mà tất cả các nước khác không bị kịp. Mình nói đơn giản sơ sơ thôi, thằng Mỹ thì Mỹ cũng vậy, tôi với anh là quốc tịch Mỹ, người công dân Mỹ mà, nhưng mà ở Mỹ thì hiện tình bây giờ thì vẫn là lộn xộn, cũng giết bắn nhau hàng ngày, có súng ấy, nó không như giống như Việt Nam mình mấy chục năm nay đang yên bình ngon lành, đùng một phát là làm vậy. Thì thực sự mày á, đáng lẽ ta không làm hư cái like này, cái like này thì cũng có nhiều đứa có thể vào để lên những cái YouTube để mà truyền tải những cái lời nói của hai ông già, ta không muốn làm hư cái, đáng lẽ là nếu mà ta không cần làm điều đó thì đáng lẽ tao chửi nãy giờ tắt bếp rồi, và tao chửi những cái danh từ rất ư là tục tiểu, nhưng mà tao không làm được điều đó bởi vì tao hiểu, tao biết rằng những cái like này thì các cái YouTuber và thuộc về cái dạng giống như kiểu như là ở Việt Nam mình mà lúc nào cũng trung thành với tổ quốc, với xã hội Việt Nam mình, họ lấy thì họ bị đánh bản quyền, bị phạm về đề kỵ cấm kỵ của YouTube, nó không có nói. Có thể là ta like một cái live stream tao chửi một mình đó, đại khái vậy thì ước sức ta là vậy đó. Bởi vì những cái đó, những người đó không đáng để tha thứ, nó không đáng để tha thứ, là bởi vì như là cái này hình như là xảy ra cũng 2-3 lần rồi đó, trong một lần mình 30 thuật đó là tôi biết là 2-3 lần rồi đó. Một lần là tôi nhớ năm đó là năm 2001, tại vì mình về đây kỳ này là đáng lẽ là mình phải ra 30 thuật đó nè. Lè lưỡi cho mà lè lưỡi lúc đó thì thôi. Bây giờ mình phải ra đi xong em chúc công chuyện mình, em chúc là mình phải ra ngoài đó nè. Phải ra, anh ra, tôi ra đi theo anh đó. Mình có phải ra bằng người đó chứ không phải đâu á. Tuần này nè, cuối tuần này tôi đi Nha Trang. Ok. Khi tôi về, tôi với anh làm một chuyến xe lửa ra đường dài đi. Ok. Đi xe lửa thôi. Ok. Chào Phương Nam Tùng. Ok.